nó nồi 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 nồi. Hôm qua anh bảo chị Thẩm về chơi không trúng ngày nấu ăn. Sơn Hà làm nặng tiếng cá hả Sơn Hà? À, cô chú coi mấy trái gòn mới hái xong về cái Sơn Hà nó vô quậy vậy nè. Rồi chết chưa, dính chân rồi. Ôi dính rồi. Ghê ghê. Bị ba hù, bị ba hù. Rồi bị ba hù rồi, sợ rồi. Người ta đang chơi mà ba hù. Trời ơi. Dính chân đó, dính chân đó. Rồi, rồi. Bị ba hù giận rồi. Ba ghẹo hả? Ba ghẹo. Không sao con, không sao. Dễ ra. Bay ra. Cười. Hết rồi, hết rồi. Đi đâu vậy? Nè, đằng đây có cây kiếm nè, đâu vậy? Ra đây con. Trời ơi, mẹ để bán mà. Cây đợi trên cây. Nhột luôn mũi đó. Dạ. Nội coi nó giỏi nè nội. Cái gọn xanh lặng quần à. Sơn Hà cũng bắt chước nội nè. Lụm nổi vô nè. Giỏi quá ta. Bỏ bên đây bên kia. Giỏi quá ta. Giỏi quá. Đầy chưa, đầy chưa. Đầy chưa? Cái gòn xanh nào quần như trái xài vậy? Ừ, còn nước. Gom hết của bà nội rồi. Lựa trái xanh. Hay ta. Lựa trái màu xanh nè. Bỏ qua. Cái rổ còn đâu? Ừ. Đầy nhóc rồi. Lụm cái này bỏ vô rớt cái kia ra. Chưa được cặp gọn quá. Có giờ dài bự hơn vậy chút, ta đếm 100 trái là đủ một cặp dưới. Dạ, 100 trái hả? Ừ. Cái này hơi giống. Cái Hà giỏi quá ta.
Đây rồi, đây đó con, bỏ có được nữa đâu mà. Khó quá ha, khó quá. Rồi được rồi ha, còn lại ba thấy đây nha, bay gòn lum. Trời ơi nó nhảy vô không được rồi nội ơi, nhảy vô chút gòn dính mình á lum. Kêu con chim hả? À? Nói chuyện chim đi. Con nói chuyện nó đi. Chim ơi, chim à. Sáu ơi. Kêu Sáu rồi chim. Sơn Hà kêu Sáu đi Sơn Hà. Sáu ơi, Sáu à. Đi vô nhà banh nữa. Nhà banh đó. Rồi con cho anh nằm đít chơi. Sơn nằm đít chơi à. Thôi nằm luôn. Trời ơi. Bậy quá. Bữa nay Xuyến có hái nha đam mẹ, chút nấu chè ăn mà ha. Nấu đậu xanh hay gì mà? Nấu đậu xanh với đường phèn. Dạ. Mình ăn cho mát á, chắc khỏi nước cốt dừa đi ha. Ừ. Không, nếu ta nấu thì ta nấu với nước dừa xiêm. Dừa xiêm hả? À, đường phèn được coi. Ăn cho mát dữ nha. Dạ. Nước dừa xiêm, đường phèn. Rồi, à, nó nhảy vô đây được rồi, nó làm cái nồi luôn, nó quậy nè. Cái này là cái nồi của nó phải không mẹ? Nó ừ. 100.000. 100.000 hả? 100.000 mà con đang được chứ con không bán đâu. Thấy cực quá trời. Lại phá một câu đi sao hả? Cho một câu ăn đi. Ủa nó nói. Chim Sáu nói gì mà y như ông già nói à. Y như ông già thế à. Cho nói tiếng cầm viết ta. Thôi không được rồi, Sơn Hà quậy quá rồi. Dính tùm lum. Bình lông không. Thôi 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 không được không được. Thôi ông ơi. Đi ra. Chỗ anh Học đừng có phá. Để anh Học ra. Sao không học chứ chú bột hết sao không? Sơn Hà đi phá đúng không? Cười. Cái bông này nó trổ dữ em ha. Tới nay vẫn còn nè. Tết tới giờ luôn á. Quá trời đẹp luôn. Bông này gọi là gì ta? Dừa cạn hả? Sơn Hà đi chơi về hả? Má hai đâu có nhà đâu mà. Bây ăn thì uống nước trà hả? Uống nước trà. Chim kêu con kìa Sơn Hà. Bữa nay Xuyến cho cả nhà mình món chè mùa hè ha. Ăn cho đỡ nóng nực. Cho mát nè. Nhà đam này nếu mà mình nấu đơn giản kiểu nước uống cũng dễ em ha. Anh hay đi làm ở Sài Gòn về cái anh ghé vô ngay chỗ khúc Bình Hưng Bình Chánh á. Người ta bán chai nha đam có 8.000 à. Nha đam đường phèn. Ừ. 8.000 tiền công tiền chai nhựa là hết này. Ây da. Ơi 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 ơi. Nó dọc nước. Bỏ vô nước. Vin không có bỏ vô nước nha. Bỏ chiên nè nghe. Bỏ đi đòn á. Ba nói kìa. Ba la. Mẹ la nè. Cái rổ của con nè. Đây. Muốn làm gì làm đi, ừ ập nầu đi. Đầu này à. Bắt con cá. Hổm quần còn dám đội mà. Nó vừa cái rổ ra chân à. Đừng đổ vô nước. Nó thấy thao nước là nó quậy đó. Nó muốn dọc. Con lì quá Sơn Hà. He 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 cái gì. Nãy mẹ nói định nấu với nước dừa đó em. Mà nói thôi nấu đơn giản ăn thôi. Mẹ lúc nào nấu mẹ cũng chuẩn bị vô quá chừng món á. Nước dừa, nước cốt dừa. Nước dừa xiêm. Dạ. Cái nha đam này sung rồi, cái nhánh nó dễ ăn mà. Còn có mấy bụi nó nhỏ quá chừng. Nhỏ cái loại giống không à. Giống lớn giống nhỏ. Dạ.
cái nồi lớn người ta kêu thái. Bồ câu này sáng giờ nó bị hết thức ăn không hay, đói tội nghiệp. Nãy anh cho đồ ăn vô nó ăn quá trời. Lo Sơn Hà không xong. Lo Sơn Hà không xong mà lo hai chim bồ câu nữa hả Sơn Hà? Bà nội ở bà ngoại, ngoại cho về nội hai con bồ câu đang nấu cháo cho nó ăn. Cuối cùng về bà Sơn bắt nuôi luôn tới giờ. Nói nếu bằng thịt ăn phức cho rồi nuôi ai chăm sóc. Ăn thịt ăn phức cho rồi á. Nó có bồ câu khoái lắm, Sơn Hà nè, có bạn. Câu. Bồ câu. Câu. Đánh dục ở dưới đây nè. Cái nhà đam này nó hôi rình vậy mà nghĩ ra ăn cũng hay mà ha. Nó hôi mũ á. Dạ. Hồi xưa mình cũng đâu có ăn cái này đâu. Thấy trong chợ bán nhiều cái mình mới tìm hiểu. Cứ đâu có biết ăn đâu. Ăn biết là quen. Nó hơi nhẵn nhẵn á. Với lại mình làm không kỹ á, nó còn cái vỏ mũ. Ở sau bắt mặt á, mình nó sắc lát rồi hả mẹ? Nó dưỡng da. À nó có collagen á, nó dưỡng da. Ông Tư bữa nó, ông Tư bữa mình về ảnh á. Dạ. Nói ông Tư mặt mày sần sượng hết trơn, Tư già. Mặt ông Tư mỏng lại. Mà ông Tư nó có lý. Dạ. Không còn về thế mặt ông Tư mỏng. Dạ. Ông Tư nói hồi kia mặt ông Tư sần. Ông Tư lấy ra đâu. Gấp nha đam hả? Nó phục hồi da tốt ha. Tư già. Tư lấy tụi bay đường xuyên tụi bay già đi, mặt tụi bay bóng. Rồi nó nói chuyện rồi tiếng này. Nói gì không biết nó nói gì luôn. Nói vậy con. Nói bà nội nghe thử coi. Nội ơi, nội à. Nội ơi đi. Nội ơi. Nội ơi. Con đói bụng. Nội ơi, nội ơi. Đói bụng. Khát nước. Khát nước. Đói bụng. Nội ơi. Nó nói như đàn ông vậy. Có bữa tưởng rồi ai nói. Sao nói còn giỏi hơn Sơn Hà nữa mà. Nội ơi, nội ơi. Nói vậy đó hả con? Nó nói sao con? Nó nội 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 nội. Nói. Nội 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 nói đi. Bữa hôm qua anh bảo chị Thẩm về chơi không trúng ngày nấu ăn. Ngày nào nấu thì về, ngày không nấu mới về. Hôm qua nấu ăn gì vậy? Dạ. Nội 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 nội. Nội ơi, nội ơi. Nội 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 nội. Rồi ở đây cái chân nó phá nè. Nè ba cho nè. Nhớ xoài ha em. Em đang nấu đậu hả? Ồ lá dứa nè, thơm quá chừng. Bữa nào làm bánh khọt ăn em? Dạ bữa nào làm bánh khọt ăn. Ờ tôm, cái tôm đó làm bánh khọt được không mẹ? Cậu chín cho đó. Thì nó nhỏ bỏ 2-3 con. Dạ. Con bự thì bỏ 1 con. Tôi thấy bà ngồi chạy lại. Mai mình đi. Dạ, mai ăn bánh khọt đi ha. Nói đi. Bỏ pin vô, bỏ vô. Ôi. Đi ba tè. Đỉnh đi. Đi này dục con. Này dục cái rổ này không? Dục luôn. Dục cái rổ không ạ? Dục khói nè con, khói nè. Em nạo ra luôn hả em? À sắc hạt lựu. Hạt lựu là bắt khói, bắt khói cho người bắt khói. Bắt khói cho em. Hay quá. Hay quá. Sơn Hà đắp cho đẹp da không? Mẹ cho cái vỏ nè. Đắp da không? Đắp cho đẹp da. Đẹp rồi. Đắp không? Sơn đắp nè. Dao này bén lắm nha, cẩn thận nha. Bén dữ lắm, dao bén. Dao răng cưa, bén. Thịt đông lạnh mà chưa có mềm mới lấy ra dao này là sắc dễ. Dạ. Bén dữ. Nè Sơn Hà. Nè.
trắng nè. Trắng trắng nè. Trắng lắm mềm nè. Trắng thấy ghê. Trắng thấy ghê hà. Nó cắn hả? Chị nó cái chân thấy ghê nó cắn. Đâu, chân ai thấy ghê. Cây mận mình có trái quanh năm luôn mà. Có trái hoài luôn vậy đó. Nó rụng trắng sân luôn. Rồi, nay hết trái bự, giờ tới còn trái nhỏ. À, cả nhà thấy mận không ăn, giờ rụng trắng sân quét muốn chết luôn. Có nhiều sân mà xe rùa nè. Dạ. Lá mận với trái mận không ạ? Gì á, gì mà cắm đầu á? Cái nhà ram chắc mình bỏ vô sau lại chín em ha. Cái đó, cái đó ăn sống được không mà. À. Bây giờ mình chờ đậu này nở, đậu này thì hơi lâu. Đậu chắc được. À, kinh nghiệm á, là thấy mẹ làm hoài biết là chờ đậu nở mới bỏ đường ha. Bỏ vô trước là nó sẽ bị chai chứ không nở. Sượng. Chè đậu trắng cũng vậy hả mẹ? Đậu trắng nó thiệt là mềm. Thiệt mềm. Mấy cho đường vô sao ha? Cho đường với nếp. Dạ. Nó không mềm, nó bỏ đường vô cứng lại. Chai lại ha? Giỏi quá. Giỏi quá, lại đây. Giỏi quá, lại đây. còn miếng khác nữa. Ôi, giỏi quá. Cái này là vừa cạn hả mẹ? Không biết cái gì đó mẹ. Còn miếng rác nó luôn đi bỏ thùng nữa. Mày xíu ăn dụng. Thử không đi. Hà suốt ngày đi dọn dẹp. Sao chậu mà nó tàn hết, có chậu nó lâu tàn. Chậu này bàn thiệt ha. Ăn mấy rồi đó. Ba lên đi cũng tàn chậu. Thế thì em rác đi dọn kìa, dẹp kìa. Rồi được rồi. Lại phá mấy con chim. Ôi trời dữ. Đi đâu? Chuối nay chín quá trời luôn nè. Mà con đâu có nghĩ bên bển mà có chuối ngon vậy ta. Vỡ thấy nó đạt chét rồi mà. Mà tại chiếc xe chạy tuôn qua tuôn lại nó. Này mình cho con sáu ăn đi. Nó lẽ ra cả nửa tháng nữa mới phải chín à. Dạ. Chiếc xe ba vô rồi chuối. Chín hả em? Vậy mình ăn chè nóng ha. Nóng nha. Rồi có nồi chè rồi đó. Đậu xanh là ngoài nhà xiến mang vô nè. Nhà đam thì nhà có, mình chỉ tốn tiền mua đường phèn thôi. À, cả nhà thấy suốt ngày giữ sân hà nè. Giữ sơn hà hết ngày hết giờ. Phá cối xay bột. Cối xay lúa. Đi ra đi con, đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra. Đi ra. Ừ. Nội đi. Nội đi. Cái đâu chịu. Ừ. Đây. Đi lên nội đi. Đây đây. Đi lên nội, nhanh. Đây đây. Nội. Đây đây. Hay. Nhảy. Đi quậy của ba Sơn. Đó, đó. Chạy. Chạy. Chạy nổi lẹ. Đi chỗ đi lên nội đi con. Ngồi gì vậy không biết nữa. Đi. Xây cái chén này.
chè ra lò cả nhà ha. Một tô nó hỏi luôn. Này để nguội nè. Sơn Hà xích ra. Sơn Hà xích ra. Nồi dây chặt Sơn Hà nghe. Mày múc cho mày. Em chờ nguội nguội đi rằng. Sơn Hồng học xong chưa? Rồi chưa chúc ăn sao? Cho Sơn Hà xíu thôi muỗng ha. Cho nó chơi thôi. Cho nó hộp đi. Cho nó hộp để nó quậy à. Nóng lắm á nội. Rồi, cho con cái không? Nhõng nhẽo với nội hả? Chỉ có mình nội mới chịu thôi. Ngon quá. Đã không ta? Chim nói như nít vậy đó. Lúc thì như người già. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Con cầm cái muỗng gì nè. Con cầm muỗng gì nè. Ăn với mẹ. Ngon quá cười. Rồi em, cảm ơn em. Rồi. Rồi có chè nóng cả nhà ha. Thơm quá, thơm lá dứa, đậu xanh. Chờ nguội cái mới ăn được. Ngon không? Ngon không? Ngon 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 ngon. Ngon 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 ngon. Để nó tự múc lại, nó không chịu. Không chịu đúng đâu. Tự múc ăn vậy đó. Ăn dữ lắm mà sao? Coi chú coi Sơn Hà ăn chè nè. Ăn dữ đâu, có ăn chip thôi à. Cái gì cũng là bộ thôi à. Nói gì đó, múc ăn lia lịa vậy. Không biết. Ăn có ăn chip à. Bộ vậy á. Tự nó múc thì được. Tự nó múc ăn lia lịa vậy đó. Ăn đi. Múc đi. Thôi. Thôi, phá ba hoài. Ngon ngon. Đút trên miệng. Ngon không? Ngon ngon. Có mấy hộp à? Ăn nãy giờ không xong. Đã tại ơi. Còn thấy ngon không? Còn thấy ngon không? Ở ngoài nhà em có trái gòn không xíu? Có không? Có mùa má hay tươi. Anh Duy Hổm cũng có thấy cây gòn đấy. Dạ. Giờ cũng lấy gòn làm gói hả? Mà cái gòn làm gói nó nằm nó im mà nằm lâu dữ lắm. Mát. Dạ nói người ta cũng ăn mũ gòn đó hay sao mẹ? Giống như mũ trôm vậy đó. Cái mũ gòn còn giòn hơn mũ trôm nữa mà. Ở xứ mình không có ăn. Xứ mình chỉ ăn mũ trôm mà. Con cũng không ăn. Ừ, quá chừng luôn ha. Nhưng mà mẹ nói được có hai cái gói à. Dạ. Mình cặp được rồi. Ở trên cây còn quá trời luôn mà hái tới. Mỏi tay rồi, hái quá trời mỏi tay. Có làm thêm mình cho coi. Cái cây thọc nặng quá trời luôn. Không nhận nó hên, nó già sao mà nó nặng quá trời luôn anh. Vậy càng đi xa mình phải chịu lực nó lớn. Ngon không cho ngà? Con. Rồi tối có Sơn Hà đó cô chú. Quậy hết cái đống thau gòn rồi bắt đầu cái qua quậy bà nội. Giờ mẹ ăn chè. Nó kêu bà bạn ơi, Sơn Hà, bạn ơi, bạn ơi. Được bao nhiêu mẹ? Mẹ ngọt không mẹ? Mẹ chua. Mẹ trái bự bự luôn à. Dưỡng cổ, dưỡng cổ. Mát tất cả. Hey, cả nhà mình ha,
Đó, nếu mà như mình có nha đam á, nấu đơn giản rồi nè. Nha đam, đậu xanh, đường phèn ha. Nãy mẹ định nấu nước dừa xiêm nữa mà sợ mát quá. Trời ơi, con chim nói giật mình. Nói như ông già nói. Rồi mà cả nhà ăn chè nghe. Trường Hà thích món này rồi. Con sáu kia kìa. Ủa, Sơn Hà để sáu ăn với. Rồi sáng qua chút lại. Ui, quậy quá. Vô. Nè cho thêm nè đó. Quậy quá không mày. Nóng mà. Ăn cứ nước chị xin ra một thôi. Cho chị chén. Còn không? Còn. Rồi để ngăn mát cái ăn nó được. Dạ. Dạ. Ê. Cô chú thấy Sơn Hà quậy kinh hồn không? Siêu quậy luôn. Đúng rồi, anh tao mày. Thôi, chờ mẹ. Xem mẹ nè. Mẹ thấy ăn bắt rồi không? Rồi, bữa nay cả nhà mình ra chơi với Sơn Hà ha. Sơn Hà bữa nay quậy quá trời quậy luôn nè. Rồi, thôi, tạm biệt cô chú mình nghe. Bữa nay ăn chè buổi tối với Hoàng Sơn cùng gia đình Sơn Hà ha, tạm biệt. Rồi, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại.